Thời Thanh Niên Sôi Nổi cũng chính là bài hát do tập thể khóa 17 chúng ta sẽ trình diễn trên sân khấu ngay sau đây, để chúng ta nhớ về một thời mà bài hát đã vang mãi cho đến tận ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và xin mời các quý đại biểu, quý vị khách quý, các cô chú khóa 17 chúng ta cùng thưởng thức trên sân khấu ngay sau đây. Hoàng, trưởng ban liên lạc lớp khóa máy tính 17 đã có tặng hoa và có những chia vui với các cựu sinh viên khóa 17 vừa biểu diễn một nhạc phẩm mà có lẽ cách đây 40 năm các cô đã từng biểu diễn ở trên sân khấu của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, và 40 năm quay trở lại khi các cô chúng ta biểu diễn vẫn còn nguyên những cái sự tự hào, những cái cảm xúc đầy kỷ niệm ùa trở về sau 40 năm. Mà quả thật là những giai điệu vang lên sau 40 năm vẫn không thay đổi so với 40 năm trở về trước. Đầy tự hào sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Xin được trân trọng cảm ơn tiết mục và nghe rất đặc biệt vừa rồi. Cảm ơn các cô.